con là học sinh trường trung học cơ sở Bình Đức, tỉnh Tiền Giang của Mỹ Tho. Hôm nay em xin thuyết minh về về sản phẩm dự thi của em. Thì máy của em là máy sản xuất ra dung dịch Anolix, có công dụng khả năng là diệt virus nấm mốc và bào tử, và đặc biệt là có khả năng diệt trừ virus corona. Bây giờ em xin giới thiệu với cô các bộ phận của máy. Đây là tủ điện, đây là chìa khóa để mở tủ điện. Và bây giờ em xin giới thiệu với quý vị cô những hình những bộ phận trong tủ điện. Đây là công tắc nguồn dùng để đóng mở máy. Đây là cũng là công tắc dùng để đóng mở, nhưng công tắc này có khả năng kết nối với internet để đóng mở máy, và còn một chức năng là chạm tay vào để cảm ứng và mở máy. Và đây là công tắc và ổ điện dùng để gắn những thiết bị cần thiết khác. Chúng ta đã xong ổ điện, em xin giới thiệu với quý thầy cô. Đây là đồng hồ lưu lượng dùng để biết chúng ta có thể sản xuất dung dịch Anolix một phút có bao nhiêu lít. Và đây là điện cực, là cục điện cực nơi sản xuất ra dung dịch Anolix. Và đây là máy biến đổi từ điện 220V thành điện 12V để cung cấp cho điện cực. Ở đây chúng ta có một công tắc đóng mở để tắt hoặc mở công tắc nguồn dùng để đóng mở, và hai cái nấm dùng để chỉnh cường độ dòng điện và hiệu điện thế. Và đây là phần chứa dung dịch muối 9/1000. Đây là muối chúng ta sẽ cân 9 gam muối là 1 lít nước, mà chúng ta có 10 lít nước chúng ta sẽ cân nhờ 90 gam. Và khi chúng ta có chiếc khung da mới, chúng ta sẽ bỏ vào thùng nước. Và khuấy đều lên, chúng ta sẽ được dung dịch muối 9/1000. Đây là bình nước 20 lít. Thì bây giờ và đổ 95 muối mình sẽ đổ vào bên kia. Và sau đó mình chỉ Đây là thiết bị dùng để đo pH. Và đây là đồ để đo nồng độ clo trong dung dịch Anolix. Thì cách sử dụng của thiết bị này là chúng ta có một nước nguồn ở đây, và chúng ta mở ra, chúng ta sẽ cắm vào dung dịch thì nó sẽ hiện ra nồng độ pH. Và đây là và ở cách sử dụng của dụng cụ này là chúng ta sẽ bước một ít
và chúng ta nhúng vào dung dịch của chúng ta thì màu sẽ hiển thị theo thanh của ngay đây. Đây và chúng ta có thể đo được từ 50 ppm tới 2000 ppm. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn quý thầy cô và các bạn cách vận hành máy. Chúng ta sẽ mở tụ điện ra và bật công tắc nguồn lên. Ở đây sẽ nháy một cái đèn và chúng ta sẽ nhấn vào. Thế là nước từ bồn dung dịch nước chiếc phần nguồn sẽ được máy bơm hút và truyền qua cực dương. Cực dương sẽ truyền xuống máy lọc và sẽ ra được dung dịch anolic đậm đặc. Và bên đây là thùng chứa nấm ăn. Chúng ta dùng để điều chỉnh độ pH của anolic. Và khi máy đang hoạt động thì chúng ta sẽ điều chỉnh nước đầu tiên lên 12V. Vì điện phân sử dụng điện 12V để tạo ra dung dịch anolic. Và đây là hai chai giấm gạo dùng để điều chỉnh pH của dung dịch anolic. Và vì sao chúng ta cần điều chỉnh dung pH của dung dịch anolic? Tại vì dung dịch anolic có chứa ion clo trừ nên chúng bền nhất từ 6.5 đến 7. Nên chúng ta cần dùng dung dịch giấm gạo để điều chỉnh nó. Và đây là dung dịch anolic khi đã sản xuất ra. Thì bây giờ độ pH của nó là khoảng 4.5. Thì bây giờ mình sẽ thêm chấm ăn vào để cho nó thành 6.5 hoặc là 7 chấm. Chúng ta vừa thêm vào và cũng vừa đo để tăng được pH là 7 chấm. Và bây giờ nó đã được 7 chấm và chúng ta sẽ đo. Đây là 100 ppm. Thì 100 ppm chúng ta có thể dùng dung dịch này để rửa rau củ quả và diệt vi khuẩn trên rau củ quả. Em đã giới thiệu với quý thầy cô và các bạn xong máy Azure sản xuất dung dịch anolic và cách đo clo và thêm giống ăn vào dung dịch anolic. Em xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của em.